Đi giữa trời được rỡ hiện là bộ phim truyền hình ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, nét diễn xuất ăn ý, bùng nổ và ứng hóa học của cặp đôi Chải Bu chính là yếu tố quan trọng đem lại thành công cho bộ phim. Đi giữa trời được rỡ dù không được quảng bá rầm rộ, không có những diễn viên nổi tiếng quen mặt trên sóng truyền hình, bộ phim này phủ sóng mạng xã hội suốt những ngày qua với những đoạn video đạt hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu lượt xem. Mối quan hệ oan gia từ ghét đến yêu vốn không phải là đề tài mới mẻ, nhưng biên kịch đã sáng tạo những tình tiết dễ thương vừa đủ để người xem cảm thấy không bị phản cảm. Bên cạnh đó còn là diễn xuất duyên dáng tự nhiên của dàn diễn viên trẻ, đặc biệt là Long Vũ trong vai Chải. Bộ phim thành công nhờ đánh trúng tâm lý của khán giả hiện nay, thích những bộ phim nhẹ nhàng chữa lành, những nhân vật có suy nghĩ thấu đáo, sáng suốt, cá tính. Trong khi đó, chuyện tình yêu của cặp đôi Bu Chải lại thu hút sự chú ý của những người xem trẻ tuổi bằng những tình tiết dễ thương vừa đủ không bị phản cảm. Phim cũng không có những tình tiết tình yêu tay ba hay hiểu lầm lẫn nhau nhàm chán, mà xây dựng theo hướng hài hước. Đặc biệt, các câu thoại trong Đi giữa trời được rỡ đang được đánh giá là sâu sắc, tạo ấn tượng mạnh với khán giả, không vô tri, ngược lại rất đáng yêu và khiến khán giả hài lòng. Trong những tập phim gần đây, khán giả lại càng được dịp phấn khích hơn khi Đi giữa trời được rỡ tràn ngập cảnh đụng chạm tình cảm giữa cặp đôi Bu Chải. Hết sờ má nắm tay, nay chàng thiếu gia vùng cao Chải còn sướng tê người khi được Bu đồng ý cho dắt về nhà thưa chuyện với ông Chiểu. Chẳng những vậy, cảnh ôm eo Bu xuống xe của Chải còn khiến khán giả phải ôm tim vì quá đáng yêu và ngọt ngào. Sau 12 tập đầu lên sóng, Đi giữa trời được rỡ đạt rating gần chạm mốc 5,0 cùng 1 tỷ lượt xem trực tuyến. Tập 12 Đi giữa trời được rỡ lên sóng tối 15 tháng 8 xoay quanh những rắc rối xảy đến với gia đình Bu, Thu Hà, Seri sau khi Chải Long Vũ dọn đến ở rể. Bu bảo bố báo công an để đưa Chải về nhà, nhưng ý định này đã bị ông Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải bác bỏ. Mở đầu đoạn review tập 12 Đi giữa trời được rỡ là cảnh Chải ngủ ở nhà Bu. Tiếng ngáy của Chải quá lớn khiến cả nhà Bu không tài nào ngủ được. Chưa kể Chải còn lăn khắp giường gác chân lên người bố Bu. Em gái nhỏ của Bu buồn bã xin mẹ đuổi Chải về nhà lại bố ruột. Trước đó Chải gom đồ sang nhà Bu đòi ở rể. Bu mệt mỏi sau một đêm thức trắng vì Chải, điều này cũng làm ảnh hưởng lớn đến công việc của Bu trên rẫy. Bu bị bạn bè trêu, mày ốm hả Bu, mọi khi con Bu đi rừng không mệt mà. À hôm qua tao nghe nói thằng Chải ở nhà mày cả đêm mà Bu, thảo nào nay trong mặt nó phờ phạt thế. Bu ngao ngán bảo bạn đừng suy nghĩ bậy bạ. Một ngày nọ ông Chiểu sang nhà Bu, đưa cho gia đình một tờ giấy liệt kê những món ăn mà Chải không thích hoặc bị dị ứng. Bu bảo mình không phải ô sin của Chải, nài nỉ bố báo công an để đưa Chải về nhà. Nghe vậy ông Chiểu nổi điên, bảo nếu gia đình làm điều đó với Chải, ông sẽ báo công an chuyện bố Bu bịt nợ. Với diễn biến ngày càng hấp dẫn, chuyện tình couple Chải và Bu hứa hẹn tiếp tục sẽ gây bùng nổ thu hút người xem trong các tập tiếp theo. Vừa qua, đơn vị sản xuất bộ phim Đi giữa trời được rỡ vui mừng thông báo tin vui. Phim đạt 1 tỷ lượt xem trực tuyến chỉ sau 8 ngày lên sóng, một thành tích rất tốt khi phim đã chiếu trên kênh truyền hình quốc gia VTV3. Thậm chí, một tập phim phát sóng trực tuyến cũng có hơn 23.000 người theo dõi cùng một lúc, một con số ấn tượng đối với một tựa phim phát hành song song trên hai nền tảng.